chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở vùng Binh Phan Đình Phùng. Ngay đây là giao lộ giữa đường Tổng đốc Phương năm xưa và là cái đường Châu Văn Liêm ngày nay. Đường này là Tổng đốc Phương nè, cũng là Châu Văn Liêm ngày nay. Và bên kia là Hải Thượng Lãng Ông để đi về bến Trần Văn Kiểu. Và qua đây thì có cái bưu điện quận 5. Chúng ta nhìn qua đây nữa thì có cái tòa nhà xưa xưa, hồi xưa là ngân hàng Nông Công Thương đây. Những cái dấu tích ngày xưa vẫn còn ha, ở khu vực Chợ Lớn này rất là nhiều. Hôm nay cuối tuần thì chúng ta lại có dịp gặp nhau trên cung đường Hải Thượng Lãng Ông. Nhìn qua đây thì đường Hải Thượng Lãng Ông đi hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Kim Biên, và dọc hai bên đường Hải Thượng Lãng Ông thì có con phố bán rất là nhiều đồ trang trí nè. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi từ vùng Binh Phan Đình Phùng, vùng Binh Tổng đốc Phương, để đi dọc qua con đường Phan Đình Phùng, đường Phùng Hưng trên đường Phùng Hưng thì có con chợ rất là nổi tiếng và tấp nập và rất là đông đúc. Con chợ mệnh danh là chợ nhà giàu vì chợ này bán rất là nhiều đồ chất lượng và là hàng hiếm nữa, hàng hiếm với chợ khác không có thì chợ này có. Thêm tìm hiểu trên mạng thì như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem ngôi chợ này hàng hiếm như thế nào ha, chất lượng như thế nào ha. Đây, em đang đi trên cái công viên nhỏ nhỏ nằm ở giữa đường Hải Thượng Lãng Ông. Đi đây thì chúng ta nhìn bên đường, bên đây thì số chẵn, cái hướng một chiều đi về chợ Kim Biên. Đi ngang ngôi nhà của cô chú Giao nè, đây là 198 rồi nè, 198 là Phong Thái nè, rồi 200 là Thu Thủy. Sẵn đi chợ thì chúng ta có dịp lại nhìn lại những cái con đường xưa của mình luôn nha. Thì hành trình hôm nay thì em chỉ đi có một mình thôi, tại vì Nị thì đi Phú Quốc rồi, bạn đồng nhỏ thì ở nhà đi ăn phở với ông bà ngoại rồi. Rồi chúng ta chỉ có em và cô chú anh chị và các bạn, mình cùng lang thang trên con chợ này nha. Hôm nay thì Sài Gòn không có nắng, cũng không có mưa, trời hơi âm u nhẹ chút. Các anh chị thấy mây nó hơi đen đen chút. Chúng ta nhìn lại bên đường nha, bên đây thì 214, 220, rồi 222 Kim Tường Hưng. Nhà này được xây mới lại rồi, thì công ty này cung cấp loại giấy, nhà xây kiểu mới. Số hình ảnh gửi cô chú xem nha. Kế bên thì cũng bán đồ trang trí, và cái dãy này thì nhà mới hết thôi. Kế bên thì có con đường Tống Duy Tân, ngã ba Tống Duy Tân và Hải Thượng Lãng Ông. Thì cái khúc Tống Duy Tân này bán rất là nhiều đồ kim chỉ nè. Chúng
là nhìn lại đường Tống Duy Tân nha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tới đường Phùng Hưng, một con đường cũng rất là lâu năm rồi, con đường xưa ở cái đất Sài Gòn Chợ Lớn này. Đó, ngay giao lộ này thì có một cái ngôi chùa. Ngôi chùa cũng rất là xưa luôn. À, chúng ta đang ở giao lộ Hải Thượng Lãng Ông và Phùng Hưng. Chúng ta nhìn bên tay trái thì chúng ta sẽ đi về hướng bến Trần Văn Kiểu. Rồi theo hướng này chúng ta sẽ đến chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên bên tay trái nè. Rồi hướng này thì chúng ta sẽ đi về ngôi chợ. Ta qua đường nha. Đường rất là đông. Ở Sài Gòn qua đường luôn là một cái gì đó rất là áp lực và căng thẳng. Ngay cả những người ở đây vẫn cảm thấy như vậy. Muốn gì ở anh chị ở nước ngoài lâu lâu mới về. Đó, chúng ta thấy một ngôi chùa nè. Chúng ta địa ngôi chùa này một cái nha. Đây rồi thì mình cùng nghía lại hình ảnh mang tính chất hoài cổ. Có lẽ video này chắc em sẽ chia làm hai phần quá. Một phần thì xung quanh cái chợ Phùng Hưng, một phần thì đi vào chợ đi ha, để mình xem cái quang cảnh xung quanh nó như thế nào. À, các chị thấy ngôi chùa rất là cổ xưa luôn nè. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ồ, nắng lên rồi. Đây ngay góc đường Phùng Hưng và Hải Thượng Lãng Ông. Mình đi tí nữa thì sẽ đến cái đèn năm ngọn. À, bên đường thì có bà con bán móc khóa, ổ khóa cặp bên hông chùa. Để bán ổ khóa rất là nhiều nè, ổ khóa cửa. Phía sau cái ngôi chùa này thì có cái trường. À, nhìn cái mái ngói rất là xưa luôn ha. À, đây có nhà mới chuẩn bị xây lên. Ngay giao lộ này thì có cái chợ Sói Kình Lâm, chợ vải lớn nhất ở cái quận 5 này. Đây có cái cửa của chùa nhưng mà cửa đóng. Đây thì cô bán tập sinh, tập vở.
chúng ta nhìn xa xa kia đó, tòa nhà xanh xanh là ngày xưa là tòa nhà Thuận Kiều, bây giờ thành Garden Mall ha. Do bữa nay là chủ nhật và cũng là ngày lễ nên nên chợ thì đóng cửa, bị ngày lễ 1 tháng 5 nè, bà con nghỉ lễ. Ngay chỗ này là đèn. Ủa cô là bao nhiêu hỏi ngay chỗ này là đèn 5 ngọn phải không cô? À đúng rồi. À đèn 5 ngọn. Đây chúng ta đang ở ngay chỗ ngọn đèn 5 ngọn. Ủa bùng binh đèn 5 ngọn. À phía xa xa thì có ba cái tòa nhà, đó là tòa nhà Thuận Kiều năm xưa đó. Rồi chúng ta nhìn qua đây thì có cái đường Nguyễn Trãi. Ủa không phải đường Nguyễn Trãi mà đường Trần Hưng Đạo B. Đường Trần Hưng Đạo B. Khúc này thì có cái chè nhà đèn. Người bán ngay cái cột đèn. Rất là nổi tiếng vào buổi chiều. Bán hình như là 4 giờ cho tới khuya đó, hay là gọi là chè ma đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ngôi chợ nha, trên đường Phùng Hưng. Cuối ngôi chợ này sẽ là con đường Hồng Bàng. Đường Hồng Bàng cũng là đường lục tỉnh năm xưa nè. Mời cô chú anh chị mình cùng rảo bước với em nha. Chắc cái ngôi chợ này chúng ta sẽ gặp nhau ở cái video tiếp theo nhé. Một số hình ảnh khu vực đường Phùng Hưng và chợ Đại, chợ Thương Xá Đồng Khánh, chợ Sói Kình Lâm, gửi cô chú anh chị và các bạn xem.